ca trù quốc đạo, trích trong tuyển tập thơ và thư Việt Nam huyết lệ thi thư của hãn nguyên Nguyễn Nhã, tiến sĩ sử học, chủ nhiệm câu lạc bộ ca trù và hát thơ Lạc Việt, thành phố Hồ Chí Minh. CD do nhóm ca trù Thái Hà thể hiện, đàn đáy nghệ sĩ Văn Khuê, trống trầu nghệ nhân Văn Mùi, đào nương Thúy Hòa. Thank you.
có vuông của người Việt từ xưa. Thank you.
Thank you.
Thank you.
dân có lòng dân cùng nghe lớn nước Nam. Thank you.
không người đòi. Nước mới chẳng lo một miếng khi đói, bằng một hơi khi nó tấm lòng cứu trợ lo cho người đói rách. Tấm lòng lá lành cùng lá rách thương cho người, đói rách cũng tại do ta.
trong đất trời như được mẹ cha. Thank you.
thiệt. Thank you.
thờ quốc tổ nước Nam ra đời. Nhân dân danh vàng.
15 bộ văn lang với hàng quốc bảo trong đồng đục nền, trong đồng ngọc lưu cháu con nhờ đức ân y tàng là công đức kín là ân chứ ân sâu dày tình a tình 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 a hội ha ư hội hư là ư hội hư quý thần là thần mới tỏ tỏ mới hay con người là người không thể biết đây là đây biết vơi tổ tiên phúc ấm truyền đời ấy là báu vật cho người là người cháu con tình à, tình 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 là ư hội hư. Có khi âm đức cũng mòn, mẹ cha tích lũy cháu con đời đời, thế nên luôn phải đắp bồi, tạo dưỡng đức tạo thêm nguồn nghĩa nhân, dốc lòng hiếu nghĩa tổ tông, phải chung với nước khi cần hy sinh. Dù công là công đức ấy âm thầm thì âm là âm đức thật, mạch ngầm là ngầm trương lưu, không phô trương chẳng nói nhiều mới là âm đức đi theo chứ theo con người tính a tình a tính tình 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 a hội ha ư hội hư là ư là ư hội ư. Lần khi nó là tình tình thang là thang tình
chẳng có nhớ nhớ hay chăng. Lá lành lá rách đụng cho tình thương thương vô ngã vô bờ bờ Việt Nam tấm lòng những tấm lòng vàng quên thân. Người bạc mệnh trên đời thì ta đem tặng với lời ủi an. Một con ngựa sống cùng đàn ủ ê chê cỏ hoang mang cả tàu. Anh em dắt díu cùng nhau đại gia đình ta có nhịp cầu là cầu bắc. Mới
quân, khiến quân xâm lược bảng hoàng hề. Khiến quân xâm lược bảng hoàng kẻ thù, quân giáo ta hiên ngang thả về chí nhân. Chí nhân bất diệt ngàn thu chưa từng, lui trước quân thù nghìn năm bởi lòng. Bởi lòng ta vốn thiện căn, bởi lòng ta vốn thiện ý căn chữ tâm, kia mới bằng trăm chữ tài chí nhân. Chí nhân ý nghĩa làm sao mà thanh, sức nghi sống sức nào mạnh hơn chí là rất ni tận cùng hiền ý. Cùng chỉ là tới bên là luôn luôn còn chỉ đây. Chỉ đây không phải chỉ khôn chỉ nhân, là tới tận nguồn chữ nhân chỉ là đại nghĩa chỉ nhân. Dưỡng hòa hợp kết đôi tâm hồn, kết đôi thân xác vẹn toàn. Thân xác vẹn toàn kết đôi thân xác vẹn toàn, vuông vuông tới cực lại tròn, không vuông tròn tròn tới cực lại vuông, hình như chiết ly vuông tròn đó chẳng mẹ con cũng thể như rằng. Lời chúc mẹ tròn con vuông vuông tròn hoàn hảo trung dung. Hoàn hảo trung dung chứ vuông tròn hoàn hảo trung dung, đó là nhận thức âm dương ấy mà vuông tròn biểu tượng sao. Vuông tròn biểu tượng giao hòa, sinh trời sinh đất sinh ta sinh người, biểu tượng giao hòa. Vuông tròn biểu tượng giao hòa, sinh trời sinh đất sinh ta sinh người, sinh nào tàn heo tốt tươi, sinh cho muôn thuở, sinh thời phút giây vuông tròn hoàn hảo trung dung.
tộc quê hương muôn đời dựng nền, dựng nền quốc đạo người y nghi ơi nghi y nghi. Dựng nên quốc đạo người ơi giữ hồn dân tộc sáng ngời rạng soi khí thiền, sông núi biển khơi nghi. Sông núi biển khơi tinh hoa chắc lọc từ thời hùng vương dựng xây, đất nước kiên cường đại hoa dân tộc quê hương hùng y cường y nghi nghi y a. Giữ lấy tình thương ý, chính là thành lũy bảo tồn khí thiêng phát huy giá trị vững bền. Tạo thành bản sắc Việt Nam đi, y nghĩ nghĩ à ngơi à ơi à. Tạo thành bản sắc Việt Nam đi, không vong bản bất đi hồn chân quê, cái riêng là cội theo về. Giữ gìn bản sắc gốc xưa truyền đời, tạo thành bản sắc Việt Nam ý nghĩ à ơi à ơi à. Con người hơn thua anh hùng
càng tính tình anh chàng rằng, anh chàng ơi, rằng có biết, biết hay chăng, rằng có nhớ là nhớ cho chăng. Anh hùng đâu thiếu ý ơ, đâu thiếu người ơi, theo gương là gương kim cổ, người người nói theo là tình tình tang, là tang tính tình. Anh chàng rằng, anh chàng ơi, rằng có biết, biết hay chăng, rằng có nhớ là nhớ hay chăng. Tinh thần bất khuất dâng cao trong thời chiến cũng thời nào dựng xây, của chung chẳng của riêng ai, nguyện cầu nhật nguyệt lòng này chiếu soi. Phải nên góp mặt anh tài vì chương đất nước, ngày mai là mai đẹp giàu, tình tình tang là tang tính tình. Anh chàng rằng, anh chàng ơi, rằng có biết, biết hay chăng, rằng có nhớ là nhớ cho chăng. Con đường sáng tạo ý ơ, sáng tạo dài lâu, cuộc đời thêm sạch, thêm màu nhiệm hơn, là tình tình tang, là tang tình tình. Anh chàng rằng, anh chàng ơi, rằng có biết, biết hay chăng, rằng có nhớ là nhớ cho chăng, rằng có biết, biết hay chăng, rằng có nhớ là nhớ cho chăng. Bí bầu bầu bí ươm dây, sao thương cùng dẫu cùng dàn mới thương. Bầu bí tơ vương, bí bầu bầu bí tơ vương, không cần biết cội, biết nguồn ở đâu, cùng chung lá đội trên đầu, rồi cùng thắt thẻo bí bầu tơ vương, hình như triết lý tình thương. Triết lý tình thương, hình như triết lý tình thương, đó là hòa hợp môi trường cộng sinh, thương nhau bền bỉ thâm tình. Bầu ơi thương lấy bí cùng được chăng, ấy là triết lý trung giản. Triết lý trung giản, ấy là triết lý trung giản, dành cho nhân loại một đàn cộng sinh, rồi từ đất nước thân tình, quốc gia dân tộc, nhân sinh hòa đồng, quyết tâm đồng tiến đồng lòng. Đồng tiến đồng lòng, quyết tâm đồng tiến đồng lòng, dù cho chinh tiến bất đồng ra sao, bởi cùng đồng bọc đồng bào, dẫu rằng bạn giao cũng vào đồng nguyên, hòa đồng tư tưởng đừng quên, dễ cùng thực hiện dễ hơn đại đồng, đó là triết lý bí bầu.
ngoài quên buồn, có bao giờ thấy linh hồn bơ vơ? Sao lại tôn sùng mi người, lại chê ta? Sao lại tôn sùng mi người, là tự hủy ta, làm cho ta yếu? Ta yếu nên hèn, nên hóa là ta tự hủy mình, nên chi quốc đạo là rút lui tinh thần, yêu nước lên thì nói đi. Dân tộc mi lại chiêu ngời, làm ăn mở cửa phồn vinh, chủ trương nội hóa hết mình khẩn trương. Ai ơi hàng Việt ta thương, xây nền kinh tế quê hương nước này. Tinh thần vượt khó hôm nay, nhục này tụt hậu mai dày rửa xong. Vẻ vang nòi giống tiên long, Á Châu sáng chói con rồng thiêng bay. Dân tộc mi lại chiêu ngời, hôn dân tộc ta lại chiêu ngời, chiêu ngời non sông dân ta tự chủ tự cường, tự quản quê hương thanh bình, rạng rỡ tương lai. Sống đến muôn đời cần gì, sống đến muôn đời dù cho thượng đế có nài cũng thôi, đó là triết lý muôn đời. Sống là tranh đấu giữa đời trầm luân, thật là vất vả khó khăn. Vất vả khó khăn làm trái tim dung, cái nhân tín nào gái thời thục nữ chí cao, trái dương danh đứng anh đi hào, thời nay sống thì vậy chết sao đây, chết đi vì đại nghĩa, chết đi đầy quang vinh, chết vì giải thoát thân mình. Chết vì giải thoát thân mình, khi mà cuộc sống trở thành vực sâu nhục nhằn không thể chịu lâu, khi mà sự sống nào đâu có cần, ai mà chẳng chết một lần.
chết một lần, ai mà chẳng chết một lần. Ta tìm cái chết giữa phần ta yêu đó là sống đẹp bao nhiêu, chết nghe vinh sống nhục, vinh nghe nhiều về sau đúng là chân lý thâm sâu. Biết nghe bao gương sáng đi vào sự sanh, chứ cần gì sống đẹp